Các bạn ơi, bữa nay mình lại tìm bệnh viện tim Tâm Đức nha. Mình đi, mình dẫn cho má mình đi khám bệnh nha các bạn. Ở trên này là phòng phòng dịch vụ nha các bạn. Thì các bác, các cô, các chú rồi cũng tới đây khám nè. Đó, má mình ngồi này đang, hai mẹ con mình đang chờ nha. Chờ tới cái lượt kêu mấy ấy. Đó, các bác đồ đang khám về đo điện tim với lại cho cho chiều cao đó các bạn. Mình với má mình đến đây sớm cho nên có vài cô bác đến để mình làm trước, chứ không thôi một hồi các cô, các chú, các bác lên đây khám dịch vụ cũng nhiều lắm các bạn. Ở dưới cũng đông lắm. Mình khám ở bệnh viện tim Tâm Đức ở ngoài quận 7 các bạn, phường Tân Phong á. Rồi bây giờ mình vào mình chờ nha, mình với má mình. Khám dịch vụ thì cái tiền khám nó sẽ mắc hơn ở dưới, nhưng mà mình sẽ được ưu tiên nhiều hơn, với lại mình không phải ngồi chờ lâu hơn các bạn. Ở đây mình ở đây người ta cho mình nước suối với kẹo với cà phê nha các bạn. Các bạn uống gì cũng được nha. Đó, đây nè. Ủa, chưa kêu mà. Chưa kêu. Ủa vậy hả? Để dưới má. Đưa đây, đây con lấy cho. Đây con giữ cho. Đó, má mình lại khám để mà đọt bỏ cái tay mình vô đó đó các bạn. Để mình đo cái điện tim á. Đo huyết áp chứ. Đây mình mới lại lấy cục kẹo Alpha Libe nè các bạn. Ủa cái cục kẹo này nó ngon quá. Đó, bây giờ mấy cô bác đang chuẩn bị lên đó các bạn. Hên là mình đi sớm, má mình đi sớm á thì má mình sẽ được khám trước. Còn nếu mà đi sau á thì sẽ được khám sau, sẽ trễ hơn. Bây giờ mình lại cái khu này cho má mình khám nha các bạn. Ở đây là nhà thuốc Tâm Đức nè. Ở đây có bán thuốc luôn á, thu tim. Ở đây là toilet nè các bạn. Hình như mới nay má siêu âm hả? Má siêu âm mới lại cái phòng siêu âm nè. Vậy hả? Lo sợ lắm mà. Lo sợ cái máu lên phải không? Má mình nè các bạn. Hả, mỗi lần đi khám bệnh lại đây á, cái bắt đầu ngồi sợ rồi cái máu lên, rồi cái em trai đó đo cái huyết áp á, cái tăng giảm thất thường. Mình mới nói có gì đâu thì bình thường thôi, tại người già các bạn thường hay lo sợ đủ thứ á, cho nên mới bị cái trường hợp đó. Nhưng mà không sao hết, một hồi là lấy lại tinh thần. Má của mình đó các bạn, mới vừa ăn xong cái bé kia kêu má mình ăn xong, bây giờ ăn xong rồi á thì nói là kêu đi siêu âm bụng, thì mình cũng đang hỏi là tại sao, ủa ăn rồi có siêu âm bụng được hay không, thì bé kia đang chờ để coi bác sĩ có siêu âm bụng được không nha các bạn. Má mới nãy phải chi mà mình chờ chút ha, mình khoan ăn tại vì bé chưa kêu ăn ha. Rồi bây giờ ăn xong rồi chờ giờ kêu xem bụng. Thì đi nữa chứ sao. Dạ con mời cô đi thôi. Đi nữa. Đi. Lên đây là cái phòng số lầu 4. Đang chờ bác sĩ khám. Rồi nhưng vẫn được khám, vẫn được siêu âm bụng. Đang chờ bác sĩ lên. Cái phòng bên này tên là Ngọc Hồng Bảo, cái phòng bên này gọi là Ngọc Lục Bảo. Mỗi một phòng đều có cái một cái bông khác nhau. Còn đó là Ngọc Hoàng Bảo. Rồi
hai mẹ con mình xuống nha các bạn. Đã đi khám xong rồi, bây giờ đi ra mắt, đi ra đây nè. Ủa, các bạn ơi, hai mắt con của mình á đi đi ra cổng sau các bạn. Bây giờ đi dở đó, vòng cổng trước kìa, đó. Biểu má ngồi chảnh cho nó mát mà má không chịu, má biểu xuống đây. Rồi, hai mẹ con của mình đi ra ngoài trước rồi này các bạn. Cổng đầu tiên mà mình vô quá. Bây giờ mình lên đây mình ngồi để chờ anh em mình nó lái xe lại rước nha các bạn. Rồi, ngồi đây rồi các bạn ơi. Ngồi chờ. Chút nó lại rước. Khám lẹ lắm, lên 6 giờ đưa vô làm liền luôn. Tại vì có mấy người hà đưa vô làm liền, khám dịch vụ mà. Thơ quẩy đội đâu Thơ, rồi đưa vô phòng làm thử máu, thử này thử kia, nói chung là làm hết. Hôm nay có mấy đứa cháu mình qua, bây giờ mình mua ghế gà, ta bảo anh mình mua cháo gà về cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Đây nè, mình kêu một con gà chặt sẵn luôn á các bạn, có gỏi có lòng luôn á. Đó, bây giờ người ta gọi trộn luôn nè. Quá trời ngon luôn. Đây có số điện thoại nè, cơm miếng gỏi gà cháo hạt sen quá trời ngon luôn. Đây bây giờ cả nhà, cả gia đình mình ngồi ăn gỏi gà quá trời ngon luôn các bạn ạ. Đâu có nè, lót cái dép ngồi nè Thiên. Đó vậy đó. Ra ngoài, nó bắp ra ngoài. Ngồi đấy đó, đó ngồi lên luôn Thiên, ngồi. Ôi ôi, quá trời ngon luôn mọi người. Trời gót ra vậy đó, đúng rồi đó. Ngoài ngoài ngoài. Ủa cái ly đó, ê cái ly. Ông ấy nó bể. Con ngoại cháu này làm cháo hạt sen. Em cầm cái giá. Xử xử thì. Em chút vô im mòn không vậy? Ba hai người đưa vô ăn cơm luôn. Ôi. Mình dẫn bé này đi ăn kem nữa nè các bạn đó. Với lại đây nè, quá trời ngon luôn ha. Bí nói là bộ tính sạch. Đây, hoàn sao bỏ bệnh miếng đấy. Ho đó các bạn, ăn kem cũng bị ho nữa. Thôi tắt kìa đó, ngon ghê chưa. Ok. Ăn cái mẫu hôm bữa đó. Là lấy là chua, nhỏ đó. Đó, ăn đi Út quay coi ngon không. Ăn đi. Ngon quá. Ăn miếng là cà chua, cho anh chết cà chua nha. Ngon không con? Ngon không? Ngon. Bây giờ con cắt luôn. Ăn vô. Có buồn Phú? Phú, ở nhà buồn không? Đâu có buồn đâu đúng không? Bây giờ ra đường nắng không? Nắng. Đây nè, tụi mình mua được một đống đồ rồi nè các bạn. Kê kê, xe anh thay cậu Thắng ra kìa kìa. Trời ơi, nắng quá các bạn ơi. Dữ dội luôn. Đóng cửa ra. Lên, con lên trước. Tắt chưa? Tắt chưa? Rồi nha, đóng cửa nha, lấy cái tay nha. Rồi, mát chưa con? Wow, nóng quá các bạn ơi. Trời ơi,
mở cửa ra nè, các bạn coi thấy không, nóng ghê gớm. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Tối nay mình đi mua, tối nay các bạn biết mình đi đâu không? Mình sẽ đi mua bột gạo lứt cho má mình. Cái bột gạo lứt đó uống vô người á, mỗi buổi tối á, thì thí dụ như má mình đói á, thì má mình không có cần ăn bánh hay là cái gì hết các bạn, chỉ cần uống cái bột gạo lứt đó vô thì cái bụng cũng sẽ ổn á, để cho mình có thể uống thuốc rồi các bạn. Cho nên má mình rất là thích uống cái bột gạo lứt đó, nó vừa thơm mà nó vừa ngọt ngọt đó các bạn. Uống vô nó ngon, giống như bột ngũ cốc vậy các bạn, tựa tựa giống như vậy á. Thì mỗi người mỗi sở thích, má mình thì thích cái đó, còn nhiều người thì thích bột ngũ cốc hơn. Giờ tối nay mình sẽ đi mua để ngày mai má mình đi về quê rồi các bạn. Má mình ở được có một bữa à. Mời mọi người đi theo chân của mình nha. Buổi tối mình thấy không, các bạn thấy không, mình quay đèn rất là đẹp luôn ha. Đường thông thoáng chạy đã lắm. Ngã tư Hậu Giang nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vô Co-op Food ở bên mé đó nha các bạn. Để mà vô mình mua nha, mình vô mua cái mình ra liền. Tới tới Co-op Max rồi nè các bạn. Bây giờ mình vô mình mua. Bây giờ xe của mình sẽ đậu ở kiếm chỗ đậu nha. Bây giờ mình đi lại đây, mình đi bộ lại một chút nha các bạn, mình mới vô siêu thị được. Ở trên đường đi nè, không có quán ăn của người ta nè, bán là vui ghê không. Bây giờ mình sẽ xuyên qua cái quán ăn này luôn. Quán này là quán lẩu đó, người ta ăn lẩu với lại ăn bò nướng hay gì á, ăn đồ nướng. Cái này bán bắp rang nha. Dạ rồi, tới siêu thị luôn. Vô siêu thị mình mua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô mình lấy cái này. Wow, ở trong này quá trời luôn. 228.000, 179.000. Dầu gội hồi trước mình mua các bạn. Bây giờ mình thẳng ra lần sau luôn nha. Ngay chỗ này mới có bán bột. Đây, bột gạo lứt hạt sen này các bạn. Mình coi hạn sử dụng thì tới năm 2024 ha. Má mình uống cái này nè. Đó, bây giờ mình mua 5 bịch đi nha. Đó, đó ha các bạn. Rồi, 5 bịch. Đây, bột gạo lứt hạt sen nha các bạn. Của Bích Chi, hương vị cuộc sống rất là ngon luôn. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài mình tính tiền nha các bạn. Xin chào các bạn. Sáng nay mình đưa má mình với cháu mình về quê nha các bạn. Sau hai bữa đi lên Sài Gòn, cháu mình nó ra nông nổi về đây. Giờ nó nằm nó buồn luôn rồi, tại vì các bạn biết không, không có cho nó quậy được. Không có cho em nó quậy được cho nên nó rất là buồn bã. Quậy dữ lắm các bạn ơi. Trời ơi. Mà nó lên Sài Gòn nó vui dễ sợ, nó ở dưới không có cái gì chơi hết trơn, ở trên đây quá trời trời đồ chơi luôn, quá trời vui luôn. Nhưng má mình thì không có sống ở Sài Gòn được. Bây giờ đưa hai bà cháu về, từ đây về dưới thì cũng tiếng mấy hai tiếng, sáng giờ ăn sáng hết rồi các bạn. Ăn cơm, má mình thì ăn cơm tấm, nhỏ cũng ăn cơm luôn. Chị mình thì đi xuống xuống xe rồi các bạn, để đi xe buýt. Để đi xe buýt đi về chỗ của chị. Rồi bây giờ mình chạy về dưới đây. Trưa nay mình thấy nắng quá trời nắng nha. Trời thì nó cũng ui ui. Chắc ở dưới mưa hả má? Còn mưa không má? Hay là chỉ có hôm qua thôi, hôm kia chứ? Hôm kia dưới Bến Tre được mưa các bạn. Trời nó cũng mát mát. Chắc mưa.
Ờ, Gò Vấp hả? Ở Gò Vấp có mưa các bạn, nhưng mà ở ở Bình Tân thì sao mình không thấy mưa nha. Đây đường xá đây, mình đang chạy tới gần cầu Bình Điền rồi các bạn. Đọc lạ Bình Dương chứ đâu phải đọc lạ Bình Tân con. Lạ gì? Tới cầu Bình Điền rồi nha các bạn. Cầu Bình Điền 1. Đi toilet chưa cô? Đây là toilet ở trạm dừng chân nha các bạn. mình thấy đẹp mình quay cho các bạn coi, chứ cái này lịch sự tới vậy đáng lý không quay nha. Nhưng mà đó thằng bé đó, nó bè quá, nhấn xuống con. Nè, con nhấn xuống đúng rồi. Đấy, đưa tay đi. Đưa cái tay vô luôn, đưa tay vô luôn. Để em nhấn xuống cho. Để em nhấn xuống cho. Rồi rửa đi con. Đó. Bé này mê quá. Rồi đưa cái tay vô sấy. Sấy, đưa cái tay vô. Đưa cái tay vô. Rồi đi ra. Ở ngoài đây mình thấy cái thùng tiền này các bạn. Các bạn ủng hộ ha. Mình đi tiểu xong mình ủng hộ ha. Tin nó hiện lên cái phần gà rán miễn phí hồi hôm qua. Nó hiện cái gì đó. Các bạn ơi có hai cửa nha. Bây giờ đó à, bà ngoại thì còn bà ngoại nữa. Đó đẹp chưa các bạn. Quá đẹp luôn ha. Con đợi bà ngoại với con. Trời ơi nó nó chạy trốn mút rồi. Đó ở đây quán cà phê nè, đẹp chưa? Đẹp lắm nha các bạn ơi, chạm dừng chân nè. Thôi ta muốn đâu cà phê mà nóng lắm. Đó ở đây. Đây bán Arabica sẻ hả? Arabica cà phê gì chứ? Cà phê Bảo Minh, cà phê di sản Bảo Minh nè, không biết ở đâu bán nè nha các bạn. Đó, khách người ta ngồi tủ cà phê nhiều lắm nha các bạn. Mát dễ sợ. Rửa tay á, xịt cái đó ra rửa tay. Lên đó chi con ở lầu ở trên khách. Khách cũng có ở trên lầu nữa nha các bạn. Ờ, đẹp quá ha. Con lên đi Út quay cho con. Rồi lên tới đó thôi. Tới đó thôi. Đừng lên nữa. Thôi được rồi con, đi xuống con. Rồi bây giờ đi. Bây giờ mình đi ra xe nha. Trời ơi nắng quá hả ngoại. Con nghĩ bằng ngoại quá. Rồi lên xe ngoại. Cảm ơn nha. Dạ. Đây con mở cửa cho hai bà cháu ở sau luôn đi ha. Từ từ lên. Trời ơi. Xích vô. Đây nè toilet. Uống cà phê ha các bạn. Người ta đang xây ở bên mé đó nữa kìa. Nhiều lắm nha. Xe đậu quá trời luôn. Anh bảo vệ này anh hiền thấy thương lắm các bạn. Đó, cái này là tiệm coffee Bảo Minh mở ra nha các bạn. Nà, mở ra năm 97, khu vực đây là khu vực cây xăng. Cây xăng thì bên này cũng có bán đồ ăn thức uống nữa. Nhưng mà mình thì ít ghé bên đó nha. Có trái cây, có bánh trái, rồi bánh bao rồi này kia các bạn. Đó, bên này người ta đậu xe nhiều lắm, người ta đi vô nè. Ồ, mát quá. Đã ha. Rồi, mời mọi người đi tiếp với gia đình mình nha. À, đi được nửa đoạn đường rồi các bạn. Cao tốc này đi thì cũng nhanh. Bây giờ mình ghé chú chiên cô Mai mình mua lên ăn nha. Chỉ làm sao mà cái bột nó ăn nó giòn mà nó đã dữ vậy trời, đã có cái bí quyết á. Nó gụm luôn, cái này phải có bí quyết rồi chứ không có thể nào mà làm giống được hết. Dạ. Ủa cái là 36.000 nha quý vị. Quá ngon. Bây giờ mình lên xe nha các bạn. Đó ờ đúng rồi. Mời mọi người ăn chung với mình nha.
Trời ơi, chị làm cái bột quá các bạn, nó có sầu riêng hay sao mà nó thơm lắm mà nó giòn khái hả các bạn ơi. Ăn ơi, ăn cho con ơi, ngon không con? Dạ ngon. Ủa để con trước. Để ăn tới gì tôi đừng ngoài nữa. Ăn bây giờ đưa má về trước. Ăn còn ngon gì luôn. Dạ. Cái chợ vậy á mà không làm cái cầu bởi hư cho sao luôn hả má. Ngon quá. Mình tới đường làng của mình nè nha các bạn. Bây giờ ủa có vú sữa kìa má. Tới giờ còn vú sữa má. Tới mùa xoài rồi các bạn, quá trời xoài luôn. Sầu riêng trụi nắng quá các bạn. Nắng quá cho nên mình thấy sầu riêng nó muốn trụi luôn. Chứ không nổi thiệt chứ. Công nhận trên cái đồng hồ mình đang hiển thị là 40 mấy độ á các bạn, 43 độ á, ghê không? Nắng sao cái năm nay nắng dữ quá. Nói chuyện gì mà không có được à? Đẹp. Cảnh thì đẹp ha má, nhưng ở ngoài thì nắng quá. ở quê mình á, cái riêng cái con đường này của mình chưa làm các bạn, khoảng 2025 mới làm nha. Còn tất cả con đường ở làng mình đều đã trải đan hết trơn rồi nha các bạn, cho nên mình cũng hơi khó khăn khi mình đi về tới. Mưa xuống thì nó không, nó trôi tại có đá xanh, tại có đá xanh. Bụi dữ lắm các bạn, bụi dữ lắm nha các bạn, chịu không thấu luôn á. Nhà mình nè, trước nhà mình có mấy cây xoài luôn nè bạn, nhà ai cũng trồng cây xoài Đà Lon á. Rồi tới nơi nha các bạn. Rồi đây cây xoài nhà mình nè, các bạn coi trái nè, trái gì dữ không đó. Rồi đi vô nhà nha. Hai anh em mình tiếp tục vô ăn hủ tiếu chay nha các bạn. Đây, tới hủ tiếu chay rồi đây các bạn ơi. Mời các bạn ghé ăn hủ tiếu chay. Các bạn ơi, nó nóng như lò lửa vậy các bạn. Bây giờ ăn xong là anh em mình dọt lên xe liền. Dọt lên Sài Gòn liền, trời ơi. Khủng khiếp các bạn ơi. Quá trời nóng luôn. Chịu không nổi. Mình phải đeo cái kiến vô rồi chứ bây giờ mình nếu mà mình bỏ cái kiến gì ra là nó nóng dữ lắm. Như lò lửa luôn á. Trời ơi, nó thở không nổi luôn. Ở ngoài là 40 độ á, mới nãy trong xe mình để là 40 hơn á. 40, 41, 42 nó tùy theo cái chỗ á các bạn, mình chạy tới á thì nó hiện lên vậy đó. Mình mời mọi người ăn chung mình nha. Mình vẫn như mỗi khi là mình gắt tương vô nha các bạn. Rồi mình thôi bây giờ mình bắt nè, ớt vô, bỏ giá vô, bỏ gạo vô, nóng hổi luôn nha các bạn, mới đem ra luôn, ớt bỏ vô, đổ. Cái tắt vô. Ngon quá. Các bạn ơi, rồi đây là cái trạm dừng chân mà đường trên đường lên đó các bạn. Bây giờ tụi mình cũng ghé mua cà phê uống luôn nha, cho tỉnh táo nha các bạn. Mình thấy ở đây rất là rộng và đẹp ha. Nó ở ngoài đó kìa. Rồi đó ta gọi cái này á, mình thấy còn đẹp hơn cái nãy nữa nha các bạn. Đẹp và lớn hơn nữa. Ồ. Nó có baby ngồi nữa thấy không? Ở đây có bán bánh mì nữa nè. Ồ.
lớn dễ sợ ha. Rồi. Ôi, quá khỏe. Ở đây có cái đường lên nè các bạn, chắc lên trên đó uống nữa đó. Lớn ghê không? Đây cà phê cũng của Bảo Minh luôn. Thực đơn thì thấy cũng rẻ chứ nó không mắc. Cà phê thì nhiều, cũng có những cái trà xanh đá xay rồi mấy cái ly đào rồi này kia cũng có nữa. Thì cũng có mấy cái loại bánh nè. Ồ mà bánh này á, mà bánh này á người ta không có ăn cho nên mình thấy nó chảy hay luôn rồi các bạn ơi. Quá lớn. Đang chiều. Để mình đi vòng vòng quay coi có cái gì không nha các bạn. Thì cũng chỉ là cà phê thôi. Nhưng mà mình thấy bàn ghế ở đây mình thấy đẹp. Đây cái chỗ này là người ta rang luôn nè. Người ta để cái bếp lò cho mình thấy. Ủa cái diện ly có nhiều đây nè, ly có khúc chứ xíu à các bạn. Ốm nhôm mà, làm đâu cà phê đâu có mắc đâu. Ngon, được. Hả? Được. Cái này gì, phô mai gì? Phô mai cherry, tôm và cherry. Phô mai cherry nè, tôm và cherry nhé. Ngon. Cái cục này thì ngon nha, giống như con mẹ con chuột ăn á, cherry ăn á, cherry chứ. Ngon. Ôi. Dạ, ngồi nghỉ ăn uống. Mẹ không có gì mà đẹp không? Ừ. Ô, nghỉ tạm dừng chân các bạn ơi. Ở bên kia thì có bán xoài tóc ổ mía ghim rồi này kia với cây xăng, cây bọng ở bên kia, còn bên này là hay thiệt chứ, ai mà tạo ra cái chạm dừng chân này hay ha. Sạch sẽ đẹp đẽ, mọi người vô rất là hài lòng, nước uống thì cũng ngon các bạn, không tệ. Mình thấy chịu, mình chịu đi vệ sinh sạch sẽ.